Kính thưa quý vị và các bạn, kết thúc kỳ nghỉ lễ cuối ngày hôm qua ngày 3 tháng 5, hàng nghìn người dân từ khắp tỉnh thành đã quay trở lại với thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, theo ghi nhận tại khu vực cửa ngõ phía đông của thành phố và khu vực bến xe miền đông, tình hình giao thương tương đối thông thoáng, không xảy ra ùn tắc. Và thưa quý vị, sau một thời gian dài tạm ngưng vì dịch COVID-19, thì ngày hôm nay 72 tuyến xe buýt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoạt động trở lại nhằm phục vụ cho học sinh, sinh viên, các trường đại học, cao đẳng trở lại trường học. Trong đó có 69 tuyến xe buýt được trợ giá và 3 tuyến xe buýt không trợ giá liên tỉnh liên kề bắt đầu lăn bánh trở lại. Các tuyến xe buýt không trợ giá liên tỉnh liên kề gồm số 602, tuyến Đại học Nông Lâm, bến xe Phú Túc, tuyến số 603, bến xe Miền Đông, khu công nghiệp Nhân Trạch, tuyến số 604, bến xe Miền Đông, khu công nghiệp Sông Mây. Trước đó, tuyến xe buýt không trợ giá tỉnh liền kề số 5, bến xe Chợ Lớn, bến xe Biên Hòa đã hoạt động trở lại từ ngày 28 tháng 4. Như vậy, đến hôm nay thì toàn thành phố Hồ Chí Minh có 72 tuyến xe buýt hoạt động trong tổng số 132 tuyến trợ giá và không trợ giá trên địa bàn thành phố. Những tuyến xe buýt còn lại tiếp tục ngưng cho đến khi có thông báo mới.